đóng tất cả các cửa dẫn lên sân bay, canh gác trước các cửa sập, đừng để ai bước qua đó. Đi tìm con Vi rồi dẫn nó tới khu nhà giam. Cái gì? Người tấn công là chị ông hả? Sao chị ông biết ông ở đây mà tới? Trước khi bị bắt, tôi nhắn tin SOS cho chị tôi rồi. Chắc nãy giờ chị tôi đem công ty đánh thuê tới solo với bà Linh đó. Ủa, nhưng mà tôi nhớ là khi bị bắt thì bà Linh đã tịch thu điện thoại của tụi mình rồi mà. Sao ông phát tín hiệu được? Tín hiệu không ở trong điện thoại, ở trong người tôi nè. Phi cơ A1 và A2 đã tiếp cận mục tiêu, chuẩn bị hành động. Xin nhắc lại, phi cơ A1 và A2 đã tiếp cận mục tiêu, chuẩn bị hành động. Xin chỉ thị cụ thể về con tin. Cô chủ, có nên thương thuyết trước khi xâm nhập tàu không ạ? Không cần, giả nát cái tàu đó ra cho tôi. Cô chủ ơi, tín hiệu của cậu chủ phát ra ở khoang dưới của tàu. Tôi kêu người ngừng bắn nha. Cứ bắn lung tung cũng được, không dính thằng Hoàng đâu. Tôi xuống đây. Dạ. Cô ấy nhảy thế mà không sợ bị dính đạn à? Đừng có lo, cô chủ trước giờ may mắn lắm, không bao giờ dính đạn cả. Có địch nhảy dù xuống kìa, bắn nó đi. Khoang dưới đi hôm nào ta? Đi thẳng rồi quẹo phải. Hả? Bị lát rồi. Đứng lại, cô lại. À đây rồi, quẹo phải. Đi thẳng, quẹo trái, hai lần là tới. À, trời, đau quá, hết tới đường rồi. Ủa, chị Quỳnh? Ủa, Vi hả? Sao em cũng ở đây nữa? Em bị bắt chung với Hoàng và Minh mà. Chị tới cứu thằng Hoàng đúng không chị? Chị bắt được tín hiệu của thằng Hoàng với này. Thằng Minh cũng ở với nó luôn đó chị. Giờ mình mau tìm cứu tụi nó rồi đi nhanh, không là chết bây giờ đó chị. Ui, em yên tâm đi, mấy đứa chết thôi chứ chị không có chết được đâu. Có ai nói với chị là kỹ năng an ủi của chị tệ cỡ nào chưa chị? Cô Vi, cô đây rồi. Sếp Linh kêu tôi dắt cô đến phòng giam ở tạm. Chỗ đó rất an toàn, đảm bảo không bị đạn bay trúng. Không cần, tránh xa tôi ra. Khoan đã, cho tôi hỏi phòng giam có phải là chỗ của chấm tròn đang phát sáng này đúng không anh? Dạ đúng rồi. Mau nghe lời anh này đi, ngoan, chị mua trung tâm thương mại cho mà chơi. Đây, tới rồi, mọi người ở tạm trong cái buồng này đi, khi nào em rồi hẳn ra ha. Chị hai. Hoàng. Ủa Vi. Chó mình. Ủa, mấy người đều biết nhau hết hả? Xin tự giới thiệu, tôi là người đã thả bom tàu của mấy người. Còn tôi là người đã giúp sếp tôi bắt cóc hai thằng em của cô. Còn em là con gái của chủ tàu này, người là sếp của chị này và cũng là người đã bắt cóc hai thằng này. Với mẹ em muốn giết crush của em vì sau này crush của em sẽ giết em và hủy diệt trái đất. Thôi đừng có buồn, ít nhất là bà tìm lại được người mẹ thân thiết của bà sau bao năm thất lạc. Mẹ tôi tìm tôi là để bắt tôi làm con tin dù con An xuất hiện đó. Thôi thì ít nhất mẹ bà không nghĩ cho con An nhưng mà nghĩ cho xã hội. Mẹ tôi giết người và xúi dục người khác giết người đó. Tôi thì ít nhất cái con em nó mạnh, mẹ bà cũng không giết nổi nó đâu mà lo. Mẹ tôi xây dựng nguyên một đội quân người máy có siêu năng lực để giết con An đó. Thôi thì ít nhất là cuộc sống của em không còn người thân nào để mất nữa. Không nói được cái gì có duyên chút thì im lặng đi vậy. Trước mắt á, khoan hẳn ra, để bọn chị dọn dẹp họ sơ sơ rồi mình ra cho an toàn. Alo, là tôi đây. Tôi tìm thấy thằng Hoàng rồi, gửi người xuống đây mở cho bọn tôi một con đường an toàn ra khỏi đây. Không biết giờ con An nó như thế nào rồi, hy vọng là nó không gặp nguy hiểm gì. Âm phủ là đi hướng này đúng không? Đúng vậy, không sai. Ngươi muốn đi tìm người giải lời nguyền à? Đúng rồi. Bởi vì tôi khá chắc chắn là nếu về mà vẫn ngu á, là tôi sẽ bị chui vô cái vực mệt quan đó. Mà nè, cô có thể giúp tôi được không? Tại tôi không biết ai là người giải lời nguyền hết cho nên... Ý là ta đi cùng ngươi hả? Rất tiếc ta bị giam ở chỗ này. Bị giam á? Tại sao? Ai giam cô? Đại khái là tại ta phá luật hơi nhiều. Nhưng ta biết một người có thể đi cùng ngươi tới đó. Ta sẽ làm phép triệu hồi người đó tới đây. Phân ơi, Phân ơi! Tôi tên Trâm! Là người đó đó. Chính là người có thể giúp ngươi tìm người giải lời nguyền dưới âm phủ. Cảm ơn cô nha. Tôi nói trước, tôi không biết đi bao lâu mới tới được chỗ của mấy người kia. Cô đi theo lỡ mà tạch, tôi không cứu được đâu đó. Đằng nào đi hay không đi thì cũng bị tạch mà. Cho nên á, thà mạo hiểm một lần, biết đâu được gì đó làm sao. Vậy thì đi nhanh, tôi còn về đánh tiếp con cháu Quang này nữa. Nào giờ tôi cứ nghĩ âm phủ chỉ tồn tại ở Suối Tiên thôi chứ. Không ngờ... Ê, ở đó có giống những gì người ta nói hay không?
có cầu Nại Hà nè, đầu trâu mặt ngựa nè, rồi canh Mạnh Bà nữa. Cô cứ đi đi rồi sẽ thấy. Ê, ồ, trời, cái gì mà đẹp dữ hả? Đó là dòng người đang trên đường đi đầu thai. Ồ, như giải ngân hà luôn ha. Con bà tôi ở trển ông ta. Không, dòng họ nhà cô sống nghiệp quá nên chưa được đầu thai đâu. Còn cái này là gì mà to vậy? Còn có số chạy như ma trận nữa chứ. Đây là bản tổng hợp và phân tích số nghiệp của cô khi còn sống. Số càng cao thì những kiếp nạn cô gặp được ở kiếp sau càng nhiều. Đừng nhảy số nữa mà. Tôi hứa tôi sẽ siêng năng dễ chuyện xuất bản. Không drop, không làm độc giả chờ đợi nữa đâu. Còn đây là đâu? Mấy người đó bị làm sao vậy? Đây là nơi dành cho những người cùng hung cực ác khi còn sống. Họ sẽ bị treo ở đây ngàn năm, vạn năm, mơ những giấc mơ lặp đi lặp lại về những thứ làm họ đau khổ và hối tiếc nhất trên đời. Sao vậy? Người giải lời nguyền ở đây hả? Không, cô thấy người quen thôi. Cô chạy có nhanh không? 100m 18 giây, rồi sao? Từ đây trở vào kia là đến chỗ dành cho gia tộc của cô. Hãy cố mà chạy nhanh lên. Cô đi được đến đây coi như là cô chết một nửa rồi. Nếu như cô không chạy ra kịp hoặc không ai hồi sinh cô kịp là cô tèo luôn đó. Nhanh lên đi, trước khi cả người của cô bị như hai tay của cô. Hai tay tôi thì sao? Ê, adu. Nhanh lên, chưa tới chỗ người đó đâu. Ở bên kia. Không có đúng đâu, đừng có dừng lại. Không có, la lên, cái gì mà bị điên hả? Ủa, sao kỳ vậy? Tự nhiên điện tín hiệu tim lại xấu đi. Chẳng phải con nói nó chỉ bị xước đầu thôi sao? Thì đúng là như vậy mà. Nhưng tôi không hiểu tại sao. Tránh ra, tôi sẽ sắp điện cho nó. Bên đây nè, là bà già đội nón đó đó. Bác ơi! Nhanh lên đi, chứ cô đang biến mất rồi kìa. Bác ơi, bà giải lời nguyện chấm con. Lại nữa rồi, chưa kịp làm gì hết. Tỉnh rồi, em thấy trong người thế nào? Ủa sao mọi người bu đông vậy? Mấy đứa họ hàng đang ôn thi của con đó. Bà kêu tụi nó xuống đây giật điện con để con tỉnh lại đó. Vậy ôn thi chứ làm việc thêm đây. Không cố gắng thì đến con chó cũng không đủ sức mà nuôi đâu. Ủa nãy con nói không kịp gì? Con đang tính giải phong ấn năng lực của con đó. Tí nữa thôi là giải được rồi. Tự nhiên mọi người đem con về. Ủa mà đây là đâu vậy? Cứ mỗi lần con tỉnh dậy là ở một chỗ mới rồi. Ba mẹ sẽ giải thích sao? Bây giờ đã đến lúc tìm ra kẻ phản bội ở trong số chúng ta rồi. Như mọi người đã biết, ngôi nhà trên không này của chúng ta chỉ có người bị nguyền rủa mới có thể nhìn thấy. Nhưng vài giờ trước nó đã bị tấn công bởi một máy bay của tổ chức. Có thể bên kia cũng có người bị nguyền, nhưng cũng không loại trừ trường hợp bên trong chúng ta có người tuồn tin ra ngoài. Nên ba mẹ đã làm một phép loại trừ đơn giản để xác định xem bên trong chúng ta có gián điệp hay không. Gián điệp? Gián gì mà tên điệp lạ quá vậy? Tên y như con người luôn á. Ê, con mới nghe luôn á ba. Mày đừng có phát biểu con ơi. Chờ chút, tại sao chỉ giới hạn trong số bọn tôi vậy? Biết đâu là người trong họ hàng nhà ông thì sao? Nó là giới hạn vậy thôi. Chứ tôi cảm thấy anh Trịnh Anh đây có khả năng lớn là gián điệp rồi. Ê ê, nói cái gì đó? Tự dưng vu khống vậy hả? Thì lúc tôi với cô y tá ra ngoài, con An vẫn chưa bị sao đó. Vậy mà lúc bọn tôi về, con An suýt nữa thì chết. Trong thời gian đó chỉ có mình anh ở với nó. Chắc chắn anh đã làm gì nó đúng không? Đúng là tôi đã làm gì đó con An trong lúc nó bất tỉnh. Vậy anh đúng là gián điệp. Thôi mấy người bất xàm đi. Bộ không ai nhận ra hết trơn hả? Tôi nhân lúc nó ngủ rồi tôi vẽ lên mặt nó kia kìa. Hả? Hả? Ngáo sẵn rồi, có vẽ lên cũng không ngáo hơn được nữa. Nên không ai nhận ra. Tóm lại chuyện con An bất tỉnh là do nó chơi ngu thôi. Chưa liên quan gì đến kẻ phản bội cả.
Sau khi máy bay của tổ chức tấn công chúng ta, chúng tôi đã bày ra một thử nghiệm nhỏ để xác định xem ai là người tuồn tin ra bên ngoài. Với lại mỗi người chúng tôi sẽ nói ra một cách khác nhau để tấn công tòa nhà này. Và dựa vào cách bị tấn công mà chúng ta sẽ tìm ra được gián điệp. Vừa nãy, một máy bay nhỏ vừa bay tạt ngang và ném một mớ mắm tôm vào tòa nhà của chúng ta. Tống Trần, anh biết làm sao để tòa nhà này sụp đổ không? Áp 3.000 trái cà chua vào đây, chính chú nói tôi biết mà. Trịnh Anh, cô này bảo tôi là hun khói cả tòa nhà thì nó sẽ từ từ hạ xuống. Việc ném mắm tôm là việc tôi chỉ nói cho một mình bác sĩ biết thôi. Bác sĩ không phải đâu, bác ấy bị tôi thôi miên mà. Bác ấy chỉ làm những gì tôi bảo thôi. Trừ phi bác ấy bị đập đầu bất tỉnh thì mới làm trái lệnh. Tôi đã bị rồi mà. Lúc xe bay lên đây, tôi bị đập đầu vào ghế ngồi trên xe khá mạnh và mất ý thức một lúc. Bây giờ tôi không làm việc cho cậu nữa đâu, cậu Tống. Vậy bây giờ chú làm việc cho ai? Tôi làm việc cho bà Linh, sếp mới của Trịnh Anh. Chính bà ấy đã cứu tôi khỏi nhà giam của tổ chức một năm trước. Kể từ đó, tôi là trợ lý đắc lực của bà ấy cho tới khi bị Tống Trần thôi miên. Anh có liên lạc với bà ấy đúng không? Phải có liên lạc thì mới phái máy bay tới được chứ, đúng không? Gọi điện đi, tôi muốn nói chuyện với bà ta. Đừng mắc điện lên sân bay đi. Alo, anh sĩ hả? Tình hình sao rồi? Chào cô, tôi là mẹ của Trần Nguyễn Chi An. Chào chị, tôi là Phan Mỹ Linh. Trước khi tiếp tục nói chuyện, cho tôi hỏi một câu không liên quan nhé. Cô muốn hỏi cái gì? Trong nhà chị ở không có cái rìu nào cả. Nhưng tôi đoán ở chỗ chị ở đang có một cái, có đúng không? Đúng, làm sao cô biết? Tôi đoán thôi mà. Hình như anh sĩ bị các người phát hiện rồi, có đúng không? Anh ấy ổn chứ? Bọn tôi có nguyền ông ta, nhưng yên tâm đi, không có mất mạng đâu. Chỗ chị đẹp quá nhỉ, ở nhà trên mây chắc là thích lắm ha. Cảm ơn. Nếu không bị máy bay thỉnh thoảng bay sang nã bơm và thả mắm tôm thì còn thích hơn. Thôi, nghe đây, bọn tôi không gọi điện để tám về bất động sản. Vì sao cô nhắm vào con An? Chuyện dài lắm, nhưng tôi sẽ nói ngắn gọn như thế này. Con gái của chị sẽ tiêu diệt thế giới này. Hả? Sao thế? Bà nói con gái mình sẽ tiêu diệt thế giới này đó không? Cái gì? Nó xuất lên tiểu học kia kìa. Tiêu diệt thế giới đổ gì trời. Tự dưng mình lại thấy tội con An quá. Tôi chắc chị biết Minh và Vi, hai đứa bạn thân của con An chứ. Ừ? Tôi đang giữ hai đứa nhóc đó. Nếu không muốn bọn nó bị sức sẹo gì thì hãy dẫn con An đến địa chỉ tôi gửi. Yên tâm, tôi chỉ muốn nói chuyện với nó thôi. Thế nha, tôi chờ mọi người đây. Chưa kịp tra vị trí của cô ta nữa. Không cần đâu, cô ta gửi địa chỉ luôn rồi đây nè. Sao mẹ? Để đó bà mẹ lo cho. Con đi ăn rồi nghỉ đi, tối rồi. Hưng, dẫn nó tới nhà ăn đi. Ủa, mà ba mẹ tìm được con gián đó chưa? Xin lỗi vì bạn nãy đập đầu em hơi mạnh. À, không có gì đâu. Ê, khoan đã, anh đập đầu tôi hả? Mà anh là ai chứ? Không lẽ do mình đập đầu nó mạnh quá nên nó bị mất trí nhớ rồi. Em đã anh mười mấy triệu đó, nhớ trả nha chưa? Hả? Anh nữa hả anh? Khoan, anh đừng có mét mẹ em nha, từ từ em trả cho. Anh đùa mày thôi mà mày cũng tin nữa hả? Ủa, vậy hả? Không lẽ hồi đó mày cũng từng mượn mấy chục triệu của ai đó rồi hả? À không, em không có mượn. Hồi đó nhà em bị cúp điện nên em vô phòng mẹ em á, lấy tiền ra đốt để soi đỡ. Đây là căn tin tòa nhà, em qua kia lấy cơm đi. Chào con gái, con muốn ăn gì, cơm hay phở hay lẩu? À, con muốn ăn cơm cá kho với canh chua thơm, với cho con rau luộc nữa nha cô. Rồi, uống nước gì không con gái? Dạ có, cho con ly nước ép dưa hấu với hai cái gỏi cuốn nữa nha.
Rồi, hỏi vậy thôi chứ mày gói là món duy nhất ở đây. Ê, phòng của em đây, phòng anh cuối dãy, có gì cứ gọi. Ai, người hơi rình à, đi tắm cái đã. Ý, ủa ông Vy nè, tấm hình ở đâu ra vậy ta? Ai, không biết tụi kia giờ sao rồi, dạo này cứ ngủ ở chỗ này, thức dậy ở chỗ khác hoài à. Đi gặp ba mẹ xin cái điện thoại lên mạng chơi tí mới được. Nếu hai người muốn con An an toàn á, thì chuyện này đừng nói cho nó biết. Với tính cách con An á, thì chắc chắn nó vừa nghe sẽ chạy tới chỗ mấy đứa bạn liền. Hồi Tống Trần cũng vậy còn gì. Nhưng bây giờ không cho nó biết thì mình cũng phải tìm cách để cứu bọn nhóc kia chứ. Hả? Chuyện đó từ từ tính sau. Có khi tôi sẽ bóc vài đứa họ hàng có năng lực mạnh đi làm nhiệm vụ. Quan trọng là bây giờ đừng ai để lộ cho con An biết là con mụ điên kia đang bắt thằng Minh với con Vi làm con tin. Hả? Hả? Ai đó? Ai vậy? Không biết. Lúc đi ra là thấy chạy mất rồi. Có khi nào là con An không? Cứ thằng Hưng đi kiểm tra nhanh lên. Thằng Hưng nó không bắt máy, chắc lại cắm đầu vào game cũng rồi chứ gì nữa. Nếu mà là con An á, thì chắc nó đã nghe hết cuộc hội thoại ban nãy rồi. Và có khi nó đang tìm cách chạy tới chỗ mấy đứa bạn nó không chừng. Wow, bình tĩnh lại coi. Dù nó muốn đi nhưng mà nó tới đó bằng cách nào? Làm sao nó bay ra khỏi đây được? Ai đưa nó đi chứ? Nếu mà là con An thì chắc nó sẽ cắm đầu mà đi đại. Đi đại là sao? Nhảy từ trên tòa nhà này xuống chắc. Làm sao mà nó ngu đến như thế được? Đúng, làm sao có thể. Thôi để tôi kiểm tra. Trời đất ông nội mẹ ơi, nó chạy ra sân nó nhảy xuống kìa. Nhìn thần ngu dốt đã tai sinh. Tưởng lòe được mình hả? Này hình chiếu 3D các thứ thôi chứ làm gì có nhà trên mây thiệt. Mà thôi thấy ghê quá. Thôi đi vô nhà kiếm cách khác đã. Chú, tòa nhà này có được nguyền rủa để không ai rơi ra mà chết không? Không. Thế có ai đã từng nguyền con An chết không được? Không. Con tôi cuối cùng đóng tiền bảo hiểm cũng không vô ích rồi. Rốt cuộc con An có phải con ruột của cô không vậy? Ê, sếp có ra thêm lệnh gì khác không? Không, sếp bảo cứ bay vòng vòng, có động tĩnh gì thì báo lại cho sếp. Mở cái cửa trên ra chút đi, mùi mắm tôm nồng nặc đây nè. Mở ra lỡ có con gì đó nó bay vô thì sao? Ở cái độ cao này thì có con gì mà chui vô đây được. Anh đúng, cái đó? Gì vậy? Đứng lên đi. Chào, mấy anh là người của tổ chức hả? Cảm ơn đã đỡ tôi nha. Giờ làm ơn cho tôi quá gian tới chỗ sếp mấy anh có được không? Mày nghĩ mày là ai mà đứng đó ra lệnh cho tao hả con kia? Tôi nguyền rủa ai cãi lời tôi trong cái máy bay này thì người yêu sẽ bị bệnh hiểm nghèo. Ui, ba cái nguyền rủa này mày tưởng tao tin hả? Thôi đi đừng có cãi nó, tao không muốn bị bệnh hiểm nghèo. Ê, cho mượn điện thoại luôn đi. Alo, ba mẹ hả? Con vẫn còn sống đây. Con đi cứu thằng Minh với thằng Vy nha. Ba mẹ không cần phải lo cho con. Cái gì? Mày rớt từ trên không xuống xong rồi mày gọi về nhà thông báo một tiếng hời hợt vậy thôi hả con? Hời hợt. Mày nói vậy là sao? Thì đó, được 2 tiếng hời hợt rồi đó. Vậy nha. Con cái đẻ đau quá. Nè, tôi phải nói là sếp mới của tôi có nhiều tài nguyên lắm đó. Bà xử đẹp mấy ông sếp cũ của tôi luôn á. Không đùa được đâu. À vậy hả? Nếu bọn tôi cứ muốn đùa thì sao? Thì vui chứ sao. Tôi nghiêm túc đó, bả có cả một đội quân người siêu năng lực á. Gây chiến trực tiếp với bả là một sai lầm lớn á. Ôi xưa, con mụ ấy có một đội quân, nhưng bọn tôi có cả một gia tộc lệnh. Gây chiến trực tiếp với chúng tôi mới là sai lầm của cô ta. Cô chủ, cô có 5 phút để ra được bon tàu. Tình hình tệ hơn mình dự đoán rồi à. Được, cố cầm cự. Đi thôi. Ê Vy Vy, dắt tôi. Tôi không nhìn thằng Hoàng được. Nghe
chứ Hoàng. Nhiều tiền đến làm gì? Có mua được một ánh mắt của crush không hả? Thôi đừng chạy. Tôi thấy mấy người không chạy được xa đâu. Với lại tôi khuyên là nên bỏ cậu tóc đen kia lại đi. Đằng nào cậu ta cũng sắp chết nữa đó. Tại sao lại chết? Cô có nhìn thấy không? Có thấy nhưng tôi không nói đâu. Nếu lấy về tiền thì tôi không thiếu. Cô muốn gì cứ nói. Cậu à, có những chuyện không thể giải quyết được bằng tiền đâu. Câu này chỉ đúng với mấy người nghèo thôi. Tôi báo trước, mỗi lần cậu thay đổi tương lai á, nó vẫn sẽ quẹo lại con đường cũ. Nhưng những cái chết mới sẽ luôn kinh hoàng hơn cái chết cũ. Vì cậu cứu cậu ta lần này chỉ vô tình làm cậu ta chết thảm hơn thôi. Kể cả như vậy, cậu vẫn muốn cứu hả? Khi nào tôi chết tôi mới bỏ cuộc. Cái chết lần này dính đến máy bay đó. Đừng cho cậu ta lên máy bay. Chị hai, em muốn nói riêng với chị một việc. Việc gì? Tụi em không thể lên máy bay được. Chị coi coi còn cách nào khác rời khỏi đây không? Chị có thể rải tiền lên mặt nước thành một lối đi cho mấy đứa chạy trên mặt biển vô tới bờ. Có cách nào bớt quãng đường và không bị bắt lại không chị? Mà tại sao lại không lên máy bay được? Tỷ lệ tử vong của thằng Minh khi lên máy bay là khá cao. Sao em biết? Ở đây có một cô gái thấy trước tương lai. Cô ta nói như vậy đó. Em có thân với cô ta không? Lỡ đâu cô ta nói dối mình thì sao? Mimi không nói dối những chuyện nhìn thấy được ở tương lai đâu. Điều đó tôi có thể đảm bảo. Xin chào, cô là... Tôi là chủ cái tàu sân bay này. Tôi là người đã ra lệnh bắn phó nó nãy giờ. Ngại quá, nhưng tôi có thể dẫn mấy đứa em bị cô bắt cóc đi được không? Nếu tôi nói không thì sao? Chú quản gia, dội bom xuống đuôi tàu đi. Cô chủ, máy bay của mình. Chú quản gia, chuyện gì xảy ra vậy? Lính bên tôi có hơi khác biệt so với lính bình thường, nên chắc mấy cái máy bay của cô đã bị hạ rồi. Bây giờ có thể mời mọi người quay lại phòng giam được không? Boss, máy bay trinh thám của mình vừa về tới. Họ có dẫn theo Trần Nguyễn Chị An. Chà, khách quý đến nhà, tôi phải ra tiếp. Khi chúng tôi bắt được con An rồi thì các người sẽ được trả tự do. Còn bây giờ làm phiền mọi người ở lại đây giùm. Ủa, con Vi đâu rồi? Phải cảnh báo con An biết là mẹ mình sắp giết nó. Sao căn cứ của mấy người te tua vậy? Tưởng phải to lắm chứ. Lúc bọn tôi đi nó vẫn còn nguyên đó. Được rồi, mấy anh dẫn tôi tới nhà giam đi. Thật ra bọn này không biết nhà giam ở đâu. Phải không? Tôi nguyền rủa anh nói dối làm chó. Mà cô em ngay lối này. Bắt con nhỏ nó lại. Dạ. Chà, gì mà đứng giữa đường vậy? Có mắt không hả? Ủa, tôi nguyền rủa các anh ngủ mê mệt từ giờ tới sáng mai. Chạy nhanh lên An. Hả? Sao phải làm vậy? An ơi, chuyện này rất quan trọng, bà phải nghe cho kỹ nha. Tôi là vợ của bà, tôi là vợ của bà, tôi là vợ của bà, tôi là vợ của bà. Được rồi, coi như tôi tin bà ha. Quá, nói cái tin luôn kìa. Công nhận nhỏ này nó ngáo hơn mình tưởng. Biết vậy lừa sớm hơn rồi. Mà thôi, đừng có để ý những lời tôi nói. Phải mau chóng rời khỏi đây. Ê xí xí xí, dời, còn thằng Minh nữa vợ. Dời, 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 dời. Sao vậy? Bà mới nói bà là vợ tôi mà. Thì đúng, nhưng mà không. Tôi chỉ nói vậy thôi, ai biết bà tin đâu. Mà thôi, mấy chuyện đó không quan trọng. Quan trọng là bà phải chạy ngay đi. Mẹ tôi muốn giết bà đó. Ủa, mà tại sao mẹ bà lại muốn giết tôi vậy? Thì tại vì nhiều lý do lắm. Tóm lại là bà cứ chạy trước đã, không chết bây giờ. Tôi không có chết đâu. Tôi còn chưa cưới bà thì... Im đi, đừng có đùa giỡn sức khỏe tim mạch của tôi nữa. Tôi nói thiệt mà, tôi mạnh lắm á. Bà không tin hả? Mẹ tôi cũng mạnh, bộ bà không biết hả? Vậy á ha. Mạnh cỡ nào đâu, kể nghe chơi coi. Mẹ tôi có siêu năng lực reset sự việc. Mẹ tôi có một tổ chức toàn những người siêu năng lực sẵn sàng nghe lệnh của bà, với một đội quân gần 100 người. Mỗi người có 3-4 siêu năng lực trong người, được sinh ra chỉ để giết bà thôi đó. Trời lẹ. Ừ. Ê mà khoan, còn thằng Minh nữa. Tôi không thể rời khỏi đây mà để nó ở đây được. Mẹ tôi không có làm hại nó đâu, đừng lo.
bà lo cho thân bà kìa. Bà có dám chắc là mẹ của bà không làm hại nó không? Mẹ bà khủng như vậy mà mấy người siêu siêu á thường hay làm mấy chuyện sốc sốc lắm á. Giết người, đánh sập một tổ chức, tạo ra một đội quân vô nhân tính, bắt cóc, đánh bom. Quay lại cứu thằng chó mình đi. Bây giờ phải có một kế hoạch đã, chứ không thể nào đâm sầm cái ào vô như vậy đủ. Ê vợ, vợ có kế hoạch gì không vợ ơi? Thôi đừng có giỡn nữa giùm tôi một cái. Lấy lại trí nhớ rồi thì đừng có giỡn nữa. Sao bà biết tôi lấy lại trí nhớ rồi vậy? Thì thái độ của bà, bà thông minh vậy sao không biết là tôi nói dối? Nếu mà bà không nhớ tôi là ai thì đã không hù theo tôi rồi. Ê, nếu bà thông minh vậy á, sao bà không biết là tôi không hề giỡn với bà? Nãy giờ hình tĩnh lâu lắm rồi nha. Nói gì cho anh ta animation cái coi, cho tôi bớt quê nữa chứ trời. Nhưng mà mẹ của bà ghét tôi tới như vậy, coi bộ khó tiến tới lắm mà nha. Để tính lại vụ này đó. Giờ vậy nha, tôi không thể nguyền rủa người khác nếu như tôi không tiếp xúc với họ ở một khoảng cách nhất định. Cho nên á, bây giờ tôi có kế hoạch vậy nè. Mấy cái đứa này làm biến animation quá vậy? Bớt câu giờ lại đi nha. Mày ngó, mày cầm cái bút mày chiếu hoặc quả luôn đi. Nhân vật 2D mà làm như 3D á. Tao 3D sẵn với mày. Mẹ. Ủa sao không đưa nó vào nhà giam? Ở đó an toàn hơn. Con có chuyện muốn nói trực tiếp với mẹ. Mẹ ra đây được không? Có chuyện gì vậy? Mẹ còn phải... Tôi nguyền rủa cô kể từ giờ phải nghe theo lệnh của tôi. Chào cô. Lần đầu gặp mặt ha. An à, hèn chi cô tìm mãi không thấy con đâu. Dạ, con tới nãy giờ rồi. Thứ vệ gái, sao mày dám gài bẫy mẹ mày hả con? Tại mẹ trước chứ bộ. Cái hay đó, nhưng thật tiếc. An, mới bảo mẹ tôi dừng lại. Reset. Mẹ, con có chuyện muốn nói trực tiếp với mẹ. Mẹ ra đây được không? May mà mình đã luyện tập năng lực này. Chứ reset lại 7 năm trước thì coi như phí công vô ích rồi. Phun khí gây mê ngoài hành lang cho tôi đi. Dạ sếp. Sao lâu dữ ta? Tiếng gì vậy? Không biết, nhưng chắc không tốt đẹp gì đâu. Chắc họ phát hiện ra mình rồi đó. Vậy còn bà thì sao? Bà không cần phải lo cho tôi đâu. Tôi nguyền rủa vách tường này nổ tung. Boss, ngoài hành lang nổ rồi. Nói máy cho tôi với Team Alpha. Team Alpha, các anh có nhiệm vụ mới. Mục tiêu của các anh là một cô gái tóc ngắn. Đối tượng có năng lực nguyền rủa bằng lời nói. Các anh được phép sử dụng toàn bộ siêu năng lực của mình để giết chết mục tiêu. Boss, cho team Alpha giải phóng toàn bộ năng lượng. Chỉ sợ chỗ này sẽ banh chành. Sơ tán toàn bộ nhân viên trên tàu đi. Lính canh là người thường cũng sơ tán luôn. Mau chạy càng xa càng tốt. Khoan đã. Sao vậy boss? Mở khóa dự án God Killer cho tôi rảnh đi. Chuyện gì vậy? À, bạn của mấy cậu cho nổ tàu đó. Sắp tới còn nổ nhiều nữa, cứ ở yên đây đi. Đúng rồi đó Minh, ngồi xuống làm tí trà bánh đi. Chờ họ đánh xong thì mình đi ra. Ở đâu ra cái bàn trà trong nhà giam hay vậy? Mấy anh cầm chút tiền này đi uống cà phê nhé. Cần thêm bánh nước gì nữa thì cứ nói nha. Lại là sức mạnh của đồng tiền. Hy vọng con An tự lo được. Hy vọng mẹ con Vi không còn gì nguy hiểm hơn nữa. Ai vậy? Hoàng hả? Ngồi sát tôi chi vậy ba? Bên kia còn chỗ mà. Lạnh quá à, ngồi sát đi cho nó ấm. Lạnh hả? Chị mang mấy nghìn đô la Mỹ nè, đốt lên sưởi ấm nha. Thôi chị đừng có để ý em được không? Ê, tính ra là ông đâu cần phải dính vào mấy chuyện này. Ông cũng đâu có bán thêm được đơn hàng nào đâu. Còn bị bắt cóc rồi bị giam nữa. Tại ông đi theo tôi nên mới xui dữ vậy đó. Ông thấy vậy thôi, chứ thật ra tôi đang đầu tư để thu lợi sau này á. Đầu tư gì ba? Muốn nghe không? Tôi kể cho mọi người. Nói to lên, chị nghe với. Sao chị giàu mà chị không biết sang gì hết trơn vậy chị? Ủa, sao tự nhiên lạnh quá vậy? Làm ấm bằng thân nhiệt rất tốt đó. Tránh ra thằng đá cắp này. Để chị đốt tiền lên sưởi ấm. Hai người có thể thôi đi được không?
Boss, có cần thiết phải xuất toàn lực thế này không? Em thấy đối thủ không khó để đối phó lắm. Đừng có đánh giá thấp nó. Chà, nó mà đến gần em là bị đông cứng rồi, xếp sở gì? Cẩn thận đó, đừng có chiến với nó. Chà, nó mà dám nói em đóng băng cái lưỡi của nó lại luôn chỗ đó. Tôi nguyền rủa anh không nghe lời tôi sẽ bị tiêu chảy xối xả như giò nước. Vy, qua đây. Không được rời khỏi tôi nghe chưa? Bà không cần phải nhắc. Đây là người yêu của nó hả? Mình có thể tấn công từ chỗ con bé này. Tôi nguyền rủa anh chỉ cần nghĩ đến việc làm tổn thương Vy thì chỗ kính sẽ nổi đầy ghẻ. Chán quá, chán chả muốn nghe. Sao vậy? Tự nhiên tôi đau đầu quá, buồn ngủ nữa. Ngủ đi, đừng chống cự. Nằm xuống đi, ngủ đi. Rốt cuộc là ai đang lẩm bẩm cái gì vậy? Với năng lực can thiệp trí óc của thằng Dương thì nhỏ này chết chắc rồi. Thằng Dương là đứa mạnh nhất đội, nó đã ra tay thì không ai có thể chống cự lại. Đứa nào đang lại nhảy trong coi tao vậy? Im đi. Ai nói? Tôi có nghe thấy gì đâu. Chẳng lẽ có người siêu năng lực đánh lén sao? Chờ chút, tôi đi lôi nó ra. Bà cố lên nha, chờ tôi quay lại. Sếp ơi, nó gục rồi. Tốt lắm. Bảo Dương, mang con bé tóc dài về đây. Sếp ơi, con nhỏ tóc ngắn này thì sao sếp? Để cho đội trưởng của các cậu giải quyết nó đi. Nghe nói sếp có quà cho anh mày hả? Sếp ơi, đội trưởng tới rồi. Bảo anh ta làm nhanh gọn lên, đừng để lại xác càng tốt. Sếp yên tâm, có là đá cũng thành ra tro thôi. Sao vậy? Hình như em thấy nó mở miệng nói gì đó. Giờ này nói gì cũng vô dụng thôi. Wow, cái vung kiếm của đội trưởng thật là quá. Đội trưởng! Đội trưởng! Chuyện gì xảy ra vậy? Đội trưởng chết rồi sếp ơi! Ngủ đi! Ngủ đi! Ngủ! Ủa, sao mà buồn ngủ vậy trời? Sếp ơi, thằng Dương ngục rồi, em chạy đây. Ê, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra bên đó vậy? CCTV đâu, để coi. Nó đây rồi, để xem chuyện gì xảy ra. Ôi trời đất mẹ ơi, banh chành cái tim tao nuôi bấy lâu. Cái dòng hào quang nhân vật chính ở đâu vậy? Tao cũng muốn mua một cái. Anh, chuyện gì? Đừng lo, tôi không sao rồi. Còn mấy người này bị sao vậy? Tôi giả chết, dù họ đến gần rồi nguyền họ. Nếu làm gì tôi thì cũng sẽ nhận lại toàn bộ thương tích đó. Ê, giờ bà nguyền tôi vậy luôn đi. Kì trời. Nhanh lên, để giờ tôi hôn bà. Nãy giờ mấy người này kêu sếp. Vậy ra sếp của mấy người đó là mẹ của bà đúng không? Chắc vậy. Ở chỗ này á thì mẹ tôi là sếp sòng còn gì. Ê, rốt cuộc tôi đã làm gì sai với mẹ bà để bà ghét tôi tới mức như vậy vậy? Chuyện này nói sao đi. Mẹ tôi vẫn còn một đội quân người biến dị nữa chưa tung ra đó. Bà phải tìm và tiêu diệt bọn nó trước khi bọn nó tìm ra bà. Nhanh lên, còn về nhà làm đám cưới nữa. Được rồi, đã tới lúc tung vũ khí bí mật ra. Đáng lẽ trong giờ phút kế hoạch tà ác khởi động thế này thì đáng lẽ mình phải nói gì đó cho ngầu. Nhưng mình mệt quá rồi. Mình chỉ mong bọn chúng vả chết con An để mình có thể về tắm rửa thay đồ thôi. Đi đi, lấy mạng con An đi. Gì thế này? Reset. Mẹ. Sếp có sao không? Tại sao?
Tại sao có killer lại tấn công người bình thường? Hả? Sao sẽ biết hay vậy? Tại vì em lập trình bọn nó tấn công mọi dấu hiệu sống bọn nó nhìn thấy á. Thằng chó, sao mày không nói tao biết mày lập trình như vậy? Tại vì lập trình tấn công một người cụ thể quá khó, nên em lập trình gặp ai giết nấy cho dễ mà. Lập trình vũ khí mà nó làm qua loa như nhặt lá ngoài sân. Mẹ ơi, mẹ có đó không? Con muốn nói chuyện với mẹ. Mẹ ra đây được không? Con vào đây đi. Ở chung với mẹ cho an toàn. Giây phút định mệnh lại đến rồi. Phải tránh giáp mặt với con An mới được. Còn cậu lính kia, quay về vị trí làm việc đi. Không cần vào đây. Bà mau bước ra đây, nếu không tôi sẽ bắn cô ta. Xin lỗi bà nha, tôi phải làm vậy để mẹ bà bước ra nha. Không sao, tôi biết mà. Ok, bắn đi, mời. Ê, bà có chắc bà là con ruột của mẹ bà không vậy? Chắc chứ. Ui. Cái đồ mấy đứa ơi, ai cược là nó sẽ bắn thì bỏ tiền vào đây, ai cược không bắn thì bỏ tiền qua bên kia đi. Dạ, em cá là nó sẽ bắn đó sếp. Thôi đành vậy. Lỡ bác có bị thương thì đừng để bụng con nha bác. Tôi nguyền rủa bức tường này nổ tung và vô hiệu hóa toàn bộ người có vũ trang phía sau nó. Thằng này, mày nói gì đó? Lần đầu gặp gỡ, chào cô, con là... Mẹ, con có chuyện trực tiếp muốn nói với mẹ. Mẹ ra đây được không? Được rồi, lần này chạy trước rồi tính sau. Không thể đối đầu với con An được, nó mạnh quá. Chuẩn bị máy bay, đưa tôi rời khỏi đây. Dạ sếp. Nhiều việc phải làm vãi, giờ phải lập trình lại bọn God Killer nữa chứ. Đau người quá. Năng lực này càng dùng thì mình càng yếu đi. Ủa, nè, sao phía sau lại có một máy bay tiếp cận mình vậy? Bọn em đang kết nối đây. Đây là Toran 001, máy bay từ tàu sân bay, anh là ai? Xin cho hỏi trên máy bay của các người có ai tên Minh, Vi với An không? Không có, mấy người tên đó không có. Mà có chuyện gì không? Đừng hú, đừng có trả lời chứ. Ồ, vậy thì không có lý do gì để giữ các người lại cả. Bắn rụng nụ nó cho bác đi, chú bướm thần kỳ. Một chữ bướm nữa thôi là tôi thấy ông ra khỏi máy bay bây giờ. Khoan đã, bác họ lại hỏi tình hình con An rồi muốn làm gì thì làm. Con An hả? Không lẽ nào ba mẹ nó mang cả gia tộc đến chi viện? Chết rồi, trước giờ mình chưa bao giờ phải đối phó cùng một lúc với cả gia tộc nhà nó hết. Bọn mày xoay máy bay đi đâu vậy hả? Không biết, tự xoay á. Bác ơi, con đã bắt cái máy bay đó hạ cánh rồi. Bác cho con xin địa chỉ người giải lời nguyền đi mà. Reset. Cơ thể này sắp tới giới hạn rồi sao? Tôi nguyền rủa súng của mọi người đều biến thành bóng bay. Mọi người à, bình tĩnh, đừng có manh động. Cháu chỉ muốn nói là cháu bị ép chứ không có tự nguyện tham gia chuyện này. Cháu đã bị bác nguyền rủa, hễ căng thẳng là phát điện, hễ tỏ tình với ai thì người đó ghét mình, hễ đi ăn thì hết món, hễ lười học là ngực bé đi, hễ lên Facebook qua 4 tiếng là bị mập lên 5 kg. Cháu không muốn bị nguyền rủa nữa đâu. Mọi người xin hãy giúp cháu. Còn ác độc hơn cả tổ chức nữa. Khóc lóc cái gì? Chả phải mày làm mất điện thoại con An, không chịu đền, còn kiếm cớ đi du học để quỵt tiền nó hả? Không hề nha. Em không hề làm mất nha. Em chỉ để nó ở đâu đó, trên đường nào đó mà em quên mất là đường nào thôi. Mày đang đọc định nghĩa của từ làm mất đó. Anh á, toàn bên con An không mà. Em nói không có nói dối là không nói dối. Em cầm được thông báo học bổng du học trên tay rồi. Rồi sao mày không đi học đi? Bởi vì đó là thông báo của người khác, em mượn em cầm trên tay thôi. Ăn nói trất quốc vô duyên bị nguyền là đúng rồi. Bác ơi, con về nhà được chưa? Xong việc rồi về. Cái gia tộc này sao nhiều người mạnh quá vậy? Đã dạy cục thần kinh cả lũ. Tiếc là mình đã dùng hết phần lớn người có siêu năng lực để chế tạo God Killer rồi. Giờ chỉ còn dư lại mấy người tạm dùng được thì không phải đối thủ của con An. Phải reset lại thôi, nếu không sẽ không xử được con An lẫn nhà nó mất. Cố thêm lần nữa vậy. Reset lại 7 năm. Mẹ ơi, mẹ bị gì vậy? Mẹ ơi, mẹ bị gì vậy? Mẹ. Mẹ ơi, mẹ có đó không? Con có chuyện muốn nói với mẹ. Mẹ ra đây được không?
như vậy? Tại sao mình không reset về 7 năm trước được? Thử lại lần nữa xem. Mẹ ơi, mẹ bị gì vậy? Mẹ, lại không được nữa sao? Không được, nếu không lùi lại đủ lâu một chút thì không thể nắm thóp gia tộc công an được. Sao không? Không, trước khi cơ thể của mình thật sự kiệt quệ, mình phải reset lại. Reset. Ủa, sao vậy? Tương lai đã thay đổi rồi. Sếp, 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 dấu hiệu năng lực đầy rồi. Mình chỉ còn một lần này mà thôi. Sếp, sếp, sếp có sao không? Được rồi, chờ mẹ một chút. Kết nối với team Alpha cho tôi. Alo sếp, team Alpha đây. Lệnh cho Vinh, cái cậu Thảo Băng đến phòng điều khiển gặp tôi. Còn lại toàn bộ team Alpha, nhiệm vụ mới của các bạn là cầm chân một chiếc máy bay đang tiến về phía chúng ta. Tất cả mang bao tay vào, đừng để người ở trên máy bay nắm tay các cậu. Chú ý vô hiệu hóa đứa con gái từ khoảng cách xa trước. Cầm chân họ khoảng 30 phút cho tôi, rồi sau đó rút lui, tìm nơi an toàn mà trốn. Gì? Cầm chân thôi à? Không được giết hả? Mấy cậu giết được họ mới lạ đó. Giữ cái mạng là tốt rồi. Tôi đã chuẩn bị một ít tiền cho đội các cậu. Xong việc thì cứ thông thả mà sống. Nè, bà cô à, bà cô nói gì nghe như... Tất cả mọi người nghe đây. Tôi muốn trong vòng 5 phút tới, không còn ai ở trên tàu này nữa. Mọi người được quyền lấy tất cả những phương tiện di chuyển có thể và rời khỏi đây ngay lập tức. Không cần lấy tư liệu tài nguyên gì cả. Cũng không cần giao chiến hay canh gác nữa. Cứ ra khỏi chỗ này cho tôi. Các cậu đến phòng giam đưa Mimi và những người ở trong đó rời khỏi đây. Sau đó còn một việc cuối cùng tôi muốn nhờ các cậu. Hãy đặt bơm toàn bộ con tàu này cho tôi. Sếp, em tới rồi nè. À được, cậu làm giúp tôi một chuyện. Nhìn thấy con bé tóc đen và con nhỏ mặc đồ lính đứng bên cạnh nó chứ? Thấy, sếp muốn em đóng băng tụi nó hả? Ngay khi tụi nó bước vào đây, cậu đóng băng con nhỏ mặc đồ lính ngay. Đừng cho nó mở miệng nói gì hết. Ok sếp, vậy còn con nhỏ tóc dài thì sao? Đó là con gái của tôi. Đem nó chạy khỏi đây, bảo vệ nó cho tôi. Con vào đây đi, mẹ cũng có chuyện muốn nói với con. Giờ làm sao? Giờ luôn hả? Chắc phải vậy rồi. Ê, mau mang con bé chạy ngay đi. Dạ sếp. Buông ra cái thằng đồ bông cải này. Sếp ơi, lúc tới đây em chưa có uống nước nhiều, cho nên lớp băng này chỉ giữ được khoảng 5-7 phút thôi à sếp. Tôi chỉ cần có vậy thôi. Ờ, sao ngoài kia ồn ào quá vậy? Ê, ra ngoài mau lên, mấy người được thả. Ủa, sao khi không được thả vậy? Ai biết, lệnh của sếp bọn tôi đó. Sếp mới sơ tán cả tàu này rồi. Bà quyết định đúng đắn đó. Sắp tới ở đây rất nguy hiểm, không muốn chết thì chạy ngay đi. Nhanh lên. Alo cô chủ. Bác quản gia à, bác sao rồi? Đối phương tháo chạy hết rồi. Tôi đang quạch trở lại để đón cô chủ. Được, tôi dẫn tụi nhỏ lên đây. Khoan đã, đi bằng máy bay hả chị? Đừng đi máy bay, em có cách tốt hơn nè. Cách gì? Chúng ta có thể xỏ phao bơi liên tục 8 tiếng trên biển là thoát khỏi đây rồi. Tốt ghê ha, tốt chỗ nào? Nói tóm lại, em với Min không đi máy bay. Ủa, sao có tôi trong này nữa? Mỹ Linh, không ngờ bà làm được. Bà thật sự đã thay đổi được tương lai rồi. Con gái bà sẽ sống, tâm nguyện của bà sẽ thành hiện thực. Nhưng bà sẽ phải hối hận vì đã làm như vậy. Tôi nguyền rủa lớp băng này vỡ tan ngay lập tức. Vi, Vi ơi, bà đâu rồi? Không cần tìm, Vi đã an toàn rồi. Cô lại, sao tôi phải tin cô chứ? Tôi là mẹ của Phan Hoàng Vi. Á, mẹ vợ á? Ai gả con gái cho mày mà gọi mẹ vợ hả? Con nghe Vi nói bác muốn giết con, nhưng hình như con chưa hề gặp bác. Con đã làm gì sai vậy bác? Tin hay không thì tùy, nhưng trong tương lai cháu sẽ giết Vi. Nên bây giờ tôi phải giết cháu. Con sẽ giết Vi á? Không đời nào đâu bác ơi. Sao bác không ra đây? Hai bác cháu mình có thể bàn lại chuyện đó mà. Tôi nguyền rủa tòa nhà này, nơi nào có bác, nơi đó sẽ phát ra tiếng xe cứu hỏa cực to. Những
còn phải nói ra mới nguyền rủa được hả? Xem ra vẫn ở level 2 ha. Level 2? Ý bác là năng lực này cũng phân cấp bậc á hả? Tôi biết về cháu nhiều hơn là cháu biết về tôi đó. Vậy thì tốt quá. Khi bác cháu mình gặp nhau sẽ có chuyện để nói đây. Tiếc là trước khi gặp được tôi, cháu đã già phải tử thần rồi. Bác không nghĩ đến chuyện giết con rồi thì Vi nó sẽ buồn như thế nào hay sao? Có chứ. Kể cả như vậy thì bác vẫn làm luôn hả? Khuyên chân thành nha, cháu nên lo cho bản thân của cháu thì hơn. Alo, alo, bác cúp máy rồi hả? Alo, alo, bác ơi, mình chưa nói xong à? Alo. Cứ tưởng con Vi nói chơi, ai ngờ mẹ nó ghét mình thiệt hả ta? Mà lý do bị ghét cũng chả hiểu sao ghét nữa. Ý, cái gì đây? Robot á? Tao nguyền rủa mày biến mất. Không lẽ đây là đội quân siêu năng lực mà con Vi nói đến hả? Xem ra mình cũng có thể đối phó dần dần được rồi. Không cử động được. Tôi nguyền rủa. Không nói được nữa. Cái thứ này có thể có tới hai năng lực cùng lúc sao? Vi, cái con nhỏ dại gái này đúng là đầu thai không hết mà. An, bà có sao không? Sao cổ họng của bà máu không à? Để tôi đưa bà đi tìm phòng y tế. Vinh, sao con gái của tôi chạy đến chỗ con An hay vậy? Vinh, cậu có nghe tôi nói không? Vinh, trả lời tôi coi. Hồi có bầu nó mình ăn cái gì mà đẻ ra một đứa u mê vậy trời. Vi, nghe mẹ nói gì không? Còn phải chạy ngay đi, sắp không kịp nữa rồi. Nó cóc thèm nghe máy luôn. Đờ mờ, đờ mờ, đờ mờ. Hai cái đứa trời đánh thánh âm này. Không thấy đâu hết. Hai đứa mày đang ở đâu vậy? Ủa, Mami, sao giờ này mấy đứa này còn ở đây? Không kịp rồi, mình đã thả bọn gót chu lờ ra. Toàn bộ sẽ chết hết ở đây. Không được rồi, phải ra đó dẫn họ vào đây. Hy vọng bọn gót vẫn chưa đến đó. Ông buông tôi ra. Sao cứ không cho tôi lên máy bay hoài vậy? Máy bay rất là nguy hiểm cho ông. Tôi đã nói rồi mà. Hai đứa vừa cãi vừa đi được không? Tắt đường rồi. Nguy hiểm là nguy hiểm gì? Sao ông không nói đại ra đi cho rồi? À ơi, nói chung cứ nghe lời là được. Phức tạp lắm. Ê, nằm xuống. Chạy mau. Cái gì vậy? Băng hả? Ủa, cho tôi coi với. Đừng nhúc nhích, dằn mạnh quá là rách da đó. Đây là lũ người nhân tạo có siêu năng lực mà bà Linh tạo ra để giết con An đó. Vậy có cách nào thoát được không? Có chứ, chuẩn bị nha. Bây giờ khi tôi đếm tới ba, mấy người hãy hít một hơi thật sâu vào, rồi nhẹ nhàng thở ra và thư giãn đi. Vì đằng nào chúng ta chả chết hả các bạn tôi ơi? Đây không phải là lúc học thiền đâu các bà Na Tra Róc Gô thích kìa. Chị ai? Chị có bắn tới được cái con đó không? Ơi, không, tay chị cứng ngắc rồi. Em có mang theo gì đó cứu được mình không? Ôi, không có, em để ở nhà hết trơn rồi. Minh, ông làm sao vậy? Ông sao rồi? Ê, Minh. Xin lỗi nha, tôi đang hít sâu vào và thở ra. Trời, ông chấp nhận thực tại dễ dàng quá rồi đó. Ủa, hình như băng đang tan ra nè. Tưởng là ai, hóa ra toàn người quen. Nhân tiện, ai có bưng băng thuốc đỏ không? Cho xin miếng đi. Ủa, An, bà bị thương hả? Ủa, bọn người nhân tạo đi đâu mất hết trơn rồi. Không lẽ là bà nguyền rủa tụi nó hả? Sao tôi đâu nghe bà nói gì đâu. Bây giờ tôi không cần nói nữa rồi. Lên level rồi. Vi, ủa mẹ, tiếng gì vậy? Mọi người phải rời khỏi đây ngay. Bọn người nhân tạo này lập trình để giết hết những dấu hiệu sự sống mà chúng nhìn thấy. Tôi đang nguyền rủa, ai có gương mặt trong bọn chúng đều phải chết nè. Đó chỉ là bọn tôm tép thôi. Những gót kêu là nguy hiểm nhất, có khả năng miễn nhiễm trước những lời nguyền. Sao, cháu nghĩ tôi muốn giết cháu mà chưa từng nghĩ đến chuyện này hả? Bây giờ những gót kêu lời chưa chết là bọn miễn nhiễm trước lời nguyền.
Nhanh đi, những lúc bọn nó còn chưa kịp tới. Mẹ, tôi nguyền vị trí trước mặt tôi 4 mét nổ tung. Chạy thẳng đi, đây là lối duy nhất dẫn đến hầm trú ẩn. Ở đó sẽ cản bọn nó được một lúc. Mà cái tiếng gì cứ ò e hoài vậy? Đừng có để ấy chạy đi. An, chạy đi, còn đứng đó chi vậy? Đi trước đi, tôi cản một lúc. Bà nằm mơ đi nha, đừng hòng có chuyện. Tôi để bà ở. Vi, mày đã làm gì nó vậy? Tôi nguyền rủa nó ngủ tới khi nó an toàn. Nếu vì vậy mà không có tôi ở đó, bác có thể nhờ một người tên Tống Trần có năng lực thôi miên xóa tôi khỏi cuộc đời của Vi. Vậy tôi ở lại đây với bà. Không, ông lo đi tìm chỗ an toàn trốn đi. Sao chân của tôi tự bước đi vậy? Con kia, bà làm gì tôi rồi hả? Tôi nguyền rủa mọi người ở đây phải nghe theo lời của tôi. Và chỉ khi nào tôi chết thì lời nguyền mới biến mất. Chẳng phải bác điều khiển bọn người nhân tạo đó hả? Bác có tắt nó được không bác? Không có tắt được. Bọn này một khi đã khởi động thì chỉ có hủy diệt thôi chứ không có tắt được. Bác tìm cách gì đi chứ. Cứ vậy không chỉ con An mà mọi người ở đây đều chết hết cho coi. Bác làm gì cẩu thả quá. Bên còn có bán gói dịch vụ mua xác người thân. Lần sau trước khi manh động á, nhớ Google bác nha. Phải đánh lạc hướng bọn nó để họ tới chỗ an toàn đã. Tôi nguyền rủa mặt đất sau lưng biến thành bãi axit đặc. Đây là hầm trú ẩn được tổ chức thiết kế đặc biệt chống người có siêu năng lực. Nó có thể chống lửa, chống băng, chống đột nhập bằng cổng không gian và chịu được lực tác động từ vài vụ nổ. Ở đây chúng ta có lương thực cho 3 ngày và có thể gửi tín hiệu cầu cứu nếu bị lạc. Chống lại vài người siêu năng lực thì được, chứ chống lại cả đội quân được không? Chống lại cả đội quân thì tôi có cách khác, đừng lo. Vậy rốt cuộc cái tiếng ò e này là sao? Bọn An nó nguyền rủa chỗ nào tôi đứng thì chỗ đó kêu ò e đó. Mà khoan cho hỏi chút. Thế bọn người nhân tạo này hoạt động nhờ cái gì? Làm sao tắt bọn nó đi được? Bọn tôi có một lõi nhiên liệu riêng cho bọn nó. Lõi này dự kiến sẽ chạy được trong vòng 3 ngày. Sau 3 ngày đó, bọn nó sẽ tự ngừng hoạt động. Mà 3 ngày là quá đủ để giết chết con An rồi. Trời đất ơi, sao đông dữ vậy? Gặp đứa nào dịch chuyển không gian được chắc chết quá. À đù, mới nghĩ thôi mà. Bọn nó sắp đuổi kịp mình rồi. Hết đường rồi.